Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa. Lời tin mừng vừa đọc. Xin Chúa xóa tội chúng con. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh. Và khi nói về các thánh, chúng ta thấy là những đấng bậc cao xa, và chúng ta chẳng thấy có liên quan gì đến mình. Khi đọc hạnh các thánh, chúng ta thấy những cái câu chuyện anh hùng lạ lùng của các ngài, cho nên nhiều khi khiến chúng ta lầm lẫn cho rằng để nên thánh là chuyện của một thiểu số người đặc biệt, của các linh mục, các tu sĩ, những người đã bỏ cuộc đời này để hiến dâng cho Thiên Chúa, những người có nhiều thời giờ để cầu nguyện, để đến nhà thờ. Còn tôi, một cái cuộc sống bình thường, tội lỗi nữa, thì làm sao mà nên thánh được? Thật ra Chúa mời gọi tất cả chúng ta nên thánh. Việc nên thánh không phải là chỉ dành cho một số người, mà là dành cho tất cả. Trong sách Lê Vi, Cựu Ước, Chúa đã nói: Hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Vì Thiên Chúa là đấng thánh cho nên dân của Chúa phải là thánh. Đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu lặp lại và kiện toàn cái lời mời gọi đó. Chúa mời gọi chúng ta nên thánh không phải chỉ như là những cái vị thánh mà chúng ta kính nhớ, không phải chỉ có nên thánh như thánh bổn mạng của chúng ta. Các thánh đúng là thánh thiện nhất, nhưng Chúa bảo, không bảo chúng ta hãy nên thánh như là thánh Giuse, nên thánh như là thánh Teresa. Nhưng Chúa dạy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Hoàn thiện như Cha trên trời. Chúa là nguồn của sự thánh thiện. Làm sao mà chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta dám nghĩ mình sẽ nên thánh thiện như là Cha ở trên trời là nguồn của sự thánh thiện được? Nếu Đức Giêsu không nói điều đó, chúng ta không bao giờ dám tưởng, dám nghĩ đến điều đó.
Và Chúa Giêsu đã nói như thế, có nghĩa là chúng ta có khả năng trở nên thánh như Chúa Cha trên trời là đấng thánh. Và Chúa nói như vậy có nghĩa rằng Chúa không để chúng ta một mình, Chúa bảo đảm, Chúa giúp chúng ta để chúng ta được nên thánh. Bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe, 8 mối phúc, có nhiều con đường nên thánh. Và có thể tóm gọn lại trong 8 cái mối phúc, 8 con đường chính để nên thánh. Trong 8 con đường đó còn những cái ngách, có những cái nhiều nhiều hơn nữa. Trong 8 cái con đường đó, các vị thánh là những vị đã sống 8 cái mối phúc đó. Nhưng mà mỗi một vị nên thánh nổi bật ở một cái mối phúc nào đó. Chẳng hạn Thánh Francisco Assisi nổi bật với cái mối phúc thứ nhất, phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó. Thánh Teresa, mẹ Teresa Calcutta nổi bật với cái mối phúc thứ năm, phúc cho ai xót thương người. Những vị thánh đồng trinh nổi bật với cái mối phúc, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch. Còn các vị thánh tử đạo với mối phúc thứ 8, phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta những con đường để nên thánh. Và trong cái bài đọc thứ 2 chúng ta vừa mới nghe, Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào, Ngài yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, được gọi là con Thiên Chúa, con của Đấng rất thánh. Và như thế phàm ai đặt hy vọng vào Đức Kitô thì sẽ làm cho mình nên thanh sạch, làm cho mình nên thanh sạch. Cho nên có nhiều con đường nên thánh. Các vị thánh phải nói là những cái vị anh hùng, phải nói rằng tình yêu của các ngài lớn lao cho đến nỗi thúc đẩy các ngài hiến thân cho Chúa. Thánh Francisco Xavier yêu Chúa đến nỗi sẵn sàng ra đi để rao giảng tin mừng cho khắp miền Á Đông này. Biết bao nhiêu vị thánh khác sẵn sàng hiến thân mình và sống một cuộc đời thánh thiện, không tội lỗi. Còn chúng ta là người có tội, chúng ta cũng được mời gọi nên thánh và cũng có cái con đường cho chúng ta nên thánh. Trong 8 mối phúc, cái mối phúc nào dành cho chúng ta là những người có tội? Mối phúc nào? Thưa, đó là cái mối phúc thứ 4. Cái mối phúc thứ 4, phúc cho ai đau buồn vì họ sẽ được an ủi. Thường chúng ta nghĩ đến cái mối phúc này, chúng ta nghĩ đến bà mẹ Monica khóc thương con mình, mà khóc lóc đau buồn vì đứa con tội lỗi của mình. Nhưng theo Thánh Thomas Aquino tiến sĩ, Ngài chú giải, cái mối phúc thứ 4 này còn là cho những cái kẻ đau buồn khóc lóc vì tội lỗi của mình, vì tội lỗi của mình. Cho nên chúng ta có một cái con đường nên thánh cho những cái người mà chúng ta là những người tội lỗi. Nếu chúng ta nhận chúng ta là tội lỗi thì đó là cái con đường dành cho chúng ta. Xin được giới thiệu với quý ông bà con đường nên thánh này. Con đường nên thánh này đã được chính Chúa mặc khải cho chúng ta. Những lời Chúa nói không sai chạy, những lời Chúa hứa chắc chắn sẽ thực hiện. Như vậy, cái con đường nên thánh của những người tội lỗi là con đường thế nào? Điều thứ nhất, hãy chân thành khiêm nhường nhận mình là người có tội, cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta nói chúng ta là người có tội, nhưng mà nhiều khi những cái điều đó chỉ nói ngoài môi miệng thôi, mà chúng ta không có cảm nhận bằng chính cái con người của mình. Nếu chúng ta thực sự nhận ra mình là người có tội thì đó là cái bước khởi đầu để chúng ta biết chân thành nhìn nhận, khiêm tốn nhìn nhận mình là người có tội. Mà đã là người có tội thì cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ cái dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu,
Còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu thì đứng thẳng nguyện rằng: lạy Thiên Chúa, cảm tạ Chúa, con không như bao nhiêu người khác tham lam bất chính ngoại tình, không như cái tên thu thuế kia. Còn cái người thu thuế thì đứng đằng xa, chẳng dám ngước mắt lên trời, vừa đấm ngực vừa thưa với Chúa: lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Và Chúa nói, đức chính Đức Giê-xu đã nói: tôi nói cho các ông biết, người này, tức là cái người mà nhận mình, cái người thu thuế nhận mình là tội lỗi đó, Chúa bảo người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Có cái bản dịch là người này về nhà thì được tha tội, còn người kia thì không. Cho nên nhận mình là người có tội, cần đến lòng xót thương của Thiên Chúa thì được nhận được cái sự xót thương, được cái sự tha thứ của Chúa. Cho nên cái lời cầu nguyện chân thành khiêm hạ của người tội lỗi luôn luôn được Thiên Chúa đón nhận và tha thứ. Đó là điều chắc chắn, chính Chúa đã nói như thế. Cho nên chúng ta, và không chỉ là trong một cái dụ ngôn Chúa nói, mà thực tế trong Tin Mừng cũng có một cái câu chuyện. Chúng ta nhớ cái anh trộm lành bị đóng đinh bên Chúa, có giờ phút cuối cùng anh nhận mình là người có tội, anh bảo anh bị đóng đinh như thế là phải rồi, bởi vì đó là tội của anh. Và anh chân thành van xin với Đức Giê-xu: ông Giê-xu ơi, khi nào vào nước của ông xin nhớ đến tôi, xin nhớ đến tôi. Và Đức Giê-xu bảo như thế nào? Đức Giê-xu nói: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Anh được ở với tôi trong thiên đàng, sung sướng hay không? Phải nói đây là vị thánh đầu tiên đó, vị thánh đầu tiên đó. Tiếc rằng các thánh sử không cho biết tên cái vị thánh ăn trộm này. Nếu không, có nhiều người, và trong đó có tôi, xin nhận thánh ăn trộm này làm bổn mạng của mình, làm bổn mạng của mình. Anh đã nhận mình có tội và anh được Chúa tha thứ ngay. Cho nên cái bước trước hết, hãy khiêm tốn nhìn nhận mình là người có tội, thành tâm đến để xin Chúa tha thứ, để lãnh nhận cái lòng thương xót của Chúa, là chúng ta được nên thánh. Cái điều thứ hai là người có tội, chúng ta muốn được nên thánh thì hãy đừng bao giờ xét đoán người khác, ngược lại hãy luôn nghĩ tốt cho họ. Cũng vậy, Chúa Giê-xu đã hứa rồi, mà một khi mà Chúa đã hứa thì không bao giờ Ngài nuốt lời. Ngài nói thế này: anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Anh em đong đấu nào, Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy cho anh em. Cho nên đừng xét đoán thì sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Đừng có xét nét bắt lỗi người ta thì Chúa sẽ không xét nét bắt lỗi chúng ta. Tìm cách giải thích tốt cho người khác những cái việc người ta làm, giải thích tốt cho họ, bào chữa cho họ, thì chính Thiên Chúa sẽ bào chữa cho chúng ta. Những cái việc mà chúng ta làm, những cái tội lỗi chúng ta làm, chính Chúa bào chữa cho chúng ta. Cho nên chúng ta tin vào lời của Chúa. Tưởng tượng đến sau này khi chúng ta lên gặp Thánh Phêrô ở cổng thiên đàng, lẽ ra mình tội lỗi, mình không được vào, nhưng chúng ta năn nỉ với Thánh Phêrô: con tội lỗi nhiều lắm, nhưng mà trong cuộc đời của con không có xét đoán ai bao giờ, con luôn nghĩ tốt, nói tốt cho người khác, mà Chúa Giê-xu đã hứa rồi, cho nên chắc chắn Chúa không xét đoán con đâu. Cho nên chắc chắn Thánh Phêrô sẽ thương cho chúng ta được vào hưởng thiên đàng với Ngài. Cho nên điều thứ hai, đừng bao giờ xét đoán người khác. Điều thứ ba là hãy tha thứ cho người khác. Tha thứ luôn luôn, tha thứ 70 lần 7. Bởi vì chính Chúa cũng hứa rồi:
anh em hãy tha thứ thì được Thiên Chúa thứ tha. Tha thứ thì được Thiên Chúa thứ tha. Chúng ta nhớ đến cái dụ ngôn ông vua tha nợ cho người mắc nợ 10.000 yến vàng, nhưng mà hắn không tha cho bạn hắn mắc nợ hắn chỉ 100 quan tiền. Thế là vua đòi lại nợ, mà làm sao mà hắn trả được. Cho nên tha thứ thì sẽ được thứ tha. Mà khi tha thứ như vậy, chúng ta đâu có lỗ. Tha cho người khác có 100 quan tiền, được Chúa tha cho 10.000 yến vàng. Cho nên con đường nên thánh của những người tội lỗi, điều thứ nhất, nhận mình là có tội. Mình là có tội rồi mà, đã nói mình là có tội rồi thì hãy khiêm tốn nhìn nhận có tội để đến lãnh nhận cái sự tha thứ của Thiên Chúa. Điều thứ hai, đừng bao giờ xét đoán xấu cho người khác. Và điều thứ ba, hãy tha thứ những cái lỗi lầm người khác xúc phạm đến mình. Ba điều đó đủ để cho chúng ta, đó là cái con đường nên thánh cho chúng ta nếu chúng ta nhận chúng ta là người có tội. Còn một cái cách thứ tư có thể khó hơn, đó là hãy yêu thương người khác. Yêu thương người khác bởi vì Thánh Phêrô có viết: anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Yêu thương được che phủ muôn vàn tội lỗi, dẫu chúng ta có tội lỗi thế nào mà chúng ta yêu thương người khác, Chúa sẽ che phủ tội lỗi của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ cái dụ ngôn Matthew chương 25: xưa ta đói, các ngươi cho ăn; ta khát, các ngươi cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi viếng thăm; ta tù đầy, các ngươi đã đến với ta. Khi chúng ta yêu thương thì Chúa mời chúng ta vào thiên hưởng phúc thiên đàng với Chúa. Cho nên chúng ta hãy sống khiêm tốn, nhìn nhận mình có tội, tha thứ cho mọi người xúc phạm đến chúng ta, và chúng ta không xét đoán người khác, và tập sống yêu thương. Chắc chắn nước thiên đàng là dành cho chúng ta, bởi vì Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta, đã gọi chúng ta là con của Ngài rồi. Cho nên cái điều mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta ở trên thiên quốc là đã dành cho chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận, hãy đi theo cái con đường mà Chúa đã chỉ cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta nên thánh, mỗi người nên thánh trong cái hoàn cảnh sống của người, mỗi người, bằng cái con người cụ thể của chúng ta, với những cái ưu điểm, với những cái khuyết điểm, cả những cái sa ngã trong quá khứ, và cả những cái mỏng giòn trong hiện tại, cả những cái tội lỗi của mình. Chúa mời gọi chúng ta nên thánh cả trong những cái điều đó. Xin cho cuộc đời chúng ta họa lại